Thưa quý vị, sau 2 năm triển khai thực hiện mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm gia đình của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Biên đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các hội viên và được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Thông qua mô hình không chỉ giúp chị em tham gia thu gom rác thải nhựa mà còn góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Đây là điểm cố định thu gom rác thải nhựa ở ấp Xẻo Quao A, xã Nam Thái A, huyện An Biên và cũng là nhà của chị Trương Hồng Mai, chi hội trưởng phụ nữ ấp Xẻo Quao A. Nhờ có điểm thu gom cố định mà chị em phụ nữ đều có thể đến đổi rác thải nhựa, lấy nhu yếu phẩm bất cứ thời gian nào. Tại đây tất cả các loại rác thải nhựa, kể cả những loại rác thải nhựa không tái chế được, tổ vẫn thu đổi cho các chị em. Giá thu đổi cao hơn thị trường khoảng 3.000 đồng một ký. Vận động thì bước đầu cũng gặp khó khăn, nhưng mà tuy nhiên sau đó chị em cũng có ý thức mình tuyên truyền, cứ mà mưa lâu thấm đất, mưa dầm thấm lâu, thì mình tuyên truyền rằng là người từ cái vụ có khi mình họp tổ mình tuyên truyền, rồi mình tuyên truyền cái lúc mà vừa tuyên truyền tới nhà này kia, nó bất cứ mọi lúc mọi nơi. Mới đầu thì cũng có được mười mấy chị thôi, đến nay cũng là nhiều lắm rồi, cũng hai mấy ba mươi, có khi là trong ấp luôn, cái chị ở đầu kia cũng đem lại đầu này trong ấp, ngoài ngoài dầm cũng đem vô. Trong các buổi họp sinh hoạt chi, tổ hội, các chị cũng thường xuyên lồng ghép tuyên truyền về ý nghĩa mục đích hoạt động của mô hình đổi rác thải nhựa, đổi lấy nhu yếu phẩm gia đình. Qua đó làm chuyển biến nhận thức của chị em, đến nay hoạt động của mô hình đã có sức lan tỏa không chỉ trong hội viên phụ nữ mà còn ra mọi tầng lớp nhân dân. Vậy thì là bọc, rồi là mũ nhựa gia đình, như gom góp đi về dài quá thấy thì cũng gom góp để đem ra đây đổi với gia đình của Mai ở đây mua vô, thì giá là đổi bằng dầu ăn hoặc là đường rồi nước rửa chén để đem về để xài trong gia đình, thì thấy đó là điều đó là Út Mai làm là rất tốt. Như mấy đứa em bé nhỏ hồi đó này, như cái nhựa mũ này nó có đâu cần lấy đâu, giờ hôm nay nó dẫn nó ha, xách cái bọc đi lang thang, nó lụm nó bỏ vô. Hỏi giờ con lụm vô con bỏ nó cái gì đó, con đi bán đâu, cho nên nhà Út Mai bán, rồi con bán nhiêu con lấy được cái gì thì con lấy mì con ăn, thấy đó cũng có một cái lợi. Ở dưới ở ngoài thì giá cả của Út Mai là nhiều hơn, ở ngoài thì nó rẻ hơn, với phần mình ở đây mình đổi cho Út Mai là mình đổi phần quà đem về đặng mình nấu nướng hỗ trợ cho bữa cơm gia đình chúng mình. Mình sắp cho nó gọn gọn thôi. Sau 2 năm phát động, đến nay mô hình đã thu gom hàng chục tấn rác thải nhựa. Để duy trì và nhân rộng mô hình thu gom rác thải nhựa đổi lấy nhu yếu phẩm gia đình, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Biên cũng đã nỗ lực trong công tác vận động nguồn xã hội hóa, với mong muốn thu gom và xử lý triệt để rác thải nhựa đến mức có thể để môi trường sống của người dân nông thôn được trong lành hơn. Thì đến thời điểm hiện nay thì trên địa bàn toàn huyện là có 6 mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm. Thì trong cái thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng sẽ tiếp tục nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. Khi mới thành lập xây dựng mô hình thì huyện cũng có hỗ trợ ban đầu cho các chị là một số kinh phí, một phần kinh phí nhỏ để các chị mà có cái bước đầu mà để mua các cái nhu yếu phẩm để cho các chị đổi với các hộ gia đình của mình. Thì trong thời gian qua thì các chị cũng duy trì được cái kinh phí này để hoạt động rất là tốt. Giờ đây chị em phụ nữ huyện An Biên đã tích cực thực hiện mô hình, vừa tham gia bảo vệ môi trường, vừa có nhu yếu phẩm sử dụng trong gia đình, bằng việc làm đơn giản là thu gom rác thải nhựa trong sinh hoạt của gia đình mình.